Dùng lực từ hông và đưa tạ lên vị trí ngang vai, cẳng tay vuông góc với mặt đất. Để tạ lên theo phương thẳng, lưu ý khử tay để hơi hướng về phía trước một chút, chứ không được hướng sang ngang vai. Hạ tạ có kiểm soát và lặp lại. Hít vào khi hạ tạ và thở ra khi đẩy lên.